Hello, xin chào cả nhà có khỏe không? Hôm nay thì Vinh sẽ gửi đến cho cả nhà một trích đoạn mới. Trích đoạn này được mang tên là Đường Minh Hoàng với Quý Phi. Cả nhà cùng hát karaoke với Vinh nha. Xin mời. Quý phi, nàng đừng quỳ lụy mà nhọc thân qua. Để ta xem nào. Ái khanh chứ dễ mài à? Vậy thì ái khanh cho trẫm được hân hạnh, kẻ mài lá liễu cho nàng tiên của trẫm có được không? Cho quý phi ái nén can đài khiến quá nhân thêm đắm thêm say trần hỡi a na gần mỹ nhân ngà trăm như mơ khói tiên á bồng chẳng thế gian ai bằng nàng tiên của quả nhân trăm yêu mến khách trọn đời à dù đổi cả gian ngà xa yêu thương nàng quý hơn muôn bạc vàng mỹ nhân khi nàng nở nụ cười khắp nơi cung quan sáng rực đèn qua
rộng cả không gian cho hoàng cung thêm sáng rực. Hãy cười nữa đi cho dải ngân hà trên kia rơi xuống thấp, cho ngàn vàng ngắm sao xa rác ngọn xuống dương trời. Vào chốn thiên thai ta muốn sống gần nàng qua hương thơm từng hơi thở, ta muốn trần gian mai này còn nhắc nhở chuyện một quyền tôn lạc bước chốn non buồn. Ấm mắt gia nhân đã trói chặt cánh chim hồng để cho kẻ phàm trần này sống đôi cùng tiên nữ. Báu vật đời ta là nàng ta gắn giữ, dù có đổi thân này hay mất cả gian xa. Không đâu, Quý Phi rất xứng đáng với những lời khen tặng đó. Sứ thần vừa ban cống lễ, trong muôn ngàn cống vật chỉ có chiếc trăm vàng nạm ngọc này quý nhất, ta riêng tặng cho Ái Khanh. Ta cài lên mái chiếc trăm vàng trăm ban cho nàng, tay mân mê mái tóc tơ nhung mượt mà. Bên người ta quý sẽ nâng niu ấm yêu trọn đời, như trong tay ta có trăm xe muôn thần. Thái chân ơi, ta chẳng phụ vàng, yêu muôn kiếp ta yêu ngàn năm. Dù sóng gió ba đào nhưng lòng vượt qua bao tố. Trường vĩnh cửu hay hay Ái Khanh, để ta đưa nàng vào một vòng ngữ quyển nha. Không sao không sao, bác quan đã lỡ chờ rồi thì chờ thêm vài khắc nữa có sao đâu. Ái Khanh, thôi chúng ta cùng đi nhà Ái Khanh. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.